Xin chào anh chị, xin chào các bạn. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong bài học tiếp theo. Và bài học này thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số những kinh nghiệm để các anh chị thiết lập một cái kế hoạch kinh doanh. Và giả sử rằng nếu như các anh chị là CEO mà đang định muốn phát triển hệ thống như thế này, hoặc các anh chị là đại lý đang muốn gia nhập vào một hệ thống, hoặc các anh chị là cộng tác viên đang muốn vào một cái hệ thống và đi theo một ai đó lựa chọn một sản phẩm nào đó để bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh, thì các anh chị cần phải trả lời những câu hỏi như sau. Thì trong cái mô hình này thì tôi gọi nó là mô hình marketing 10P. 10P nó được phát triển dựa trên nguyên lý marketing 7P và nguyên lý marketing 4P của Philip Kotler, là cha đẻ của ngành marketing hiện đại. Thì tôi bổ sung thêm 3P nữa là thành 10P thôi. Chúng ta cứ viết những cái chữ P này ra và sau đó chúng ta trả lời cho các câu hỏi này, rằng là chúng ta sẽ kinh doanh như thế nào, chúng ta muốn làm như thế nào. Ok. Thì đầu tiên là P1 là sản phẩm. Thì sản phẩm chúng ta bán là gì, cách thức đóng gói ra sao, bao bì như thế nào, cách thức định giá, chúng ta nhân giá bao nhiêu lần, nhân 3, nhân 4, nhân 5, như hôm trước tôi nói, đúng không ạ, cái video bài học trước. Rồi thì tem mác bao bì của nó ra sao, cách thức phân phối, thì đấy chính là cái phần P thứ tư, đúng không? Trong phần P thứ hai là sản phẩm, thì sản phẩm giá bao nhiêu, đúng không ạ, giá cao hay là giá thấp, mức độ chiết khấu, tiền ngay, tiền chậm, rồi thì cộng tác viên, rồi thì thông qua các kênh phân phối khác nhau thì cái mức chiết khấu như thế nào, chính sách đổi, chính sách trả, chính sách thưởng, thưởng doanh số ngay, thưởng doanh số hàng tháng, thưởng doanh số quý, doanh số năm, vân vân, đúng không? Rồi thì thậm chí là thưởng đi du lịch, rồi mua bảo hiểm cho đại lý của mình, rồi thì thưởng iPhone, rồi tổ chức đào tạo sự kiện, ok, rất nhiều. Hôm nọ tôi vừa tham dự một cái chương trình của một hệ thống, bốc thăm cả xe Liberty, bốc thăm cả xe LX, xe SH, rất là kinh khủng, rất là tốt, đúng không? Thì tất cả cái này đều phải nằm trong chiến lược về giá, về tài chính. B thứ ba là promotion, tức là chính sách về quảng cáo bán hàng, đúng không ạ? Bạn truyền thông thông điệp gì, kênh quảng cáo là ra sao, kênh bán hàng, cách thức, nội dung, tần suất chi tiền, vân vân. Video, hình ảnh, thông điệp, đối tác quảng cáo, tối ưu quảng cáo, đội ngũ quảng cáo, bạn lựa chọn những kênh online như nào, kênh offline như nào. Hôm trước tôi đã liệt kê cho các bạn 20 kênh rồi trong cái bài học đó, đúng không ạ? Tính hiệu quả của từng kênh, chi phí cho từng kênh, KPI cho từng kênh. Nếu bạn tổ chức hội thảo thì ai sẽ là người đứng lớp, ai sẽ là người tuyển sinh, ai sẽ là người chốt sale cho bạn, vân vân. P thứ tư đấy là place, tức là kênh phân phối, đúng không? Kênh online, kênh offline, các kênh online là kênh gì, các kênh offline là kênh gì. Đấy, thì tôi đã có một cái video hướng dẫn rồi. Đối tượng bạn muốn hướng tới là người ta nhập hàng nghìn hộp sản phẩm, đơn vị sản phẩm, hay là nhập hàng trăm, hay là nhập hàng chục, hay thậm chí nhập vài đơn, hay là tất cả hệ thống bạn đều mong muốn vô bèo và tép vào đây hết, tùy bạn, đúng không? Rồi thì P5 là gì, people, con người. Bạn sẽ chọn ai làm cổ đông, bạn sẽ chọn ai làm chuyên gia, bạn sẽ đồng hành cùng với ai, ai sẽ làm đội nhóm cốt lõi cho bạn, ai sẽ là đại lý khu vực miền Bắc, ai sẽ là đại lý khu vực miền Nam, ai sẽ là đại lý khu vực miền Trung, vân vân. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cách thức bạn làm đấy, bạn sẽ hỗ trợ như thế nào, đúng không ạ? Cái cơ chế trả lương thưởng, cách thức quản lý tình cảm ra sao, để làm sao bạn giữ được người, tuyển được người giỏi. Không khó, quan trọng nhất là tuyển được người phù hợp, những người mà có thể đi cùng với chúng ta đồng hành. P6 là process, tức là chúng ta xây dựng các quy trình bán hàng, quy trình tổ chức hội thảo, quy trình tư vấn đại lý, quy trình chốt sale khách hàng mua lẻ, đúng không ạ? Quy trình rồi thì chăm sóc khách hàng sau bán, quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông, quy trình trả lời những cái câu hỏi thắc mắc của khách hàng. Chúng ta nên có nhiều quy trình ra. Việc mà tổ chức thành các quy trình thì khiến cho công việc của chúng ta trở nên dễ dàng, và chúng ta làm việc cảm giác chuyên nghiệp, và chúng ta sẽ làm được nhiều hơn. Kể cả chúng ta là CEO, hay là chúng ta là đại lý cấp 1, hay là đại lý cấp 2, hay thậm chí là cộng tác viên, thì chúng ta đều cần có những cái tư duy hiện đại và chuyên nghiệp như vậy, thì sẽ giúp chúng ta nâng cao được cái trình độ, cũng như là kỹ năng, cũng như là khả năng, và chúng ta ngày càng trở nên chuyên nghiệp hơn. Bởi vì bắt đầu chúng ta có thể xuất phát điểm rất thấp, nhưng mà chúng ta tăng lên dần dần, và biết đâu đấy sau một thời gian vài tháng, một vài năm, các bạn có thể trở thành người đứng đầu. Như là rất nhiều các hệ thống bây giờ bắt đầu các bạn ấy kinh doanh cũng rất là nhỏ lẻ, lom dom, bán một vài đơn hàng thôi, nhưng bây giờ trong tay các bạn ấy cũng có vài trăm đại lý, và
thu nhập cũng có thể từ vài trăm triệu đến cả tỷ tiền lãi một tháng, vô cùng tốt đúng không? Cái P7 là triết lý kinh doanh của chúng ta là gì? Triết lý kinh doanh của chúng ta là chúng ta trở thành người như thế nào, chúng ta hỗ trợ được bao nhiêu người, hỗ trợ được bao nhiêu mẹ bỉm sữa thành công, rồi thì hỗ trợ được bao nhiêu bạn sinh viên thành công, vân vân. Chúng ta kinh doanh bằng đạo đức hay là kinh doanh bằng công nghệ, vân vân. Đấy là cái những cái triết lý kinh doanh đúng không? P8 là tính hiệu quả, performance. Thì chúng ta sẽ phải đo lường KPI, chỉ số, chúng ta sẽ phải tính toán tất cả những cái KPI như thế này làm sao mà hướng tới cái sự hiệu quả về mặt thời gian, về mặt công sức, về mặt tiền bạc, về mặt số lượng đơn hàng. Và chúng ta chia thành các giai đoạn đúng không ạ? Giai đoạn xâm nhập, giai đoạn phát triển, giai đoạn tăng tốc và giai đoạn đỉnh cao. Trong từng cái giai đoạn đấy chúng ta sẽ có những cái chiến lược khác nhau để làm sao tăng được tính hiệu quả. Đấy. Thôi thì P9 đấy là gì? Sự cho phép, permission đúng không? Thì chúng ta bán hàng, kinh doanh và tuyển dụng, hệ thống vân vân thì chúng ta đều phải dựa trên sự cho phép, sự đồng lòng, tất cả đều phải minh bạch. Thì như vậy chúng ta mới có thể làm được và chúng ta mới có thể bền vững được cái hệ thống của chúng ta. Thì chúng ta lập tất cả cái bản kế hoạch này ra và những cái công cụ mà chúng ta liệt kê ở đây, những cái công cụ mà chúng ta liệt kê ở đây thì chúng ta đều thấy rằng là chúng ta phải viết nó ra, phải chi tiết hóa, lượng hóa, đúng không ạ? Đo lường được, để từ đó chúng ta sẽ áp dụng và chúng ta làm từng bước có kế hoạch, đúng không? Đấy là cái sự P10, là planning, tức là làm việc là phải có kế hoạch. Kế hoạch là phải rõ ràng và phải có KPI đo lường. Đấy, thế thì tôi vừa liệt kê cho các anh chị một cái công thức lập một cái kế hoạch kinh doanh theo 10 chữ P. P1 là sản phẩm, P2 là giá, P3 là quảng cáo bán hàng, P4 là kênh phân phối, P5 là nhân sự con người, đúng không? P6 là quy trình, P7 là triết lý kinh doanh, đạo đức kinh doanh, P8 là tính hiệu quả, đúng không ạ? P9 là cái liên quan đến sự cho phép, và P10 là kế hoạch, planning. Thì đó là 10 cái chữ P các bạn có thể suy nghĩ, và nếu các bạn có đủ 10 chữ P này rồi thì các bạn có thể phát triển hệ thống của riêng mình, hoặc là các bạn có thể gia nhập vào một hệ thống khác, hoặc là các bạn có thể đi theo một cái người lãnh đạo mà người ta có cái tầm nhìn như vậy, các bạn đặt các câu hỏi cho họ, nếu người ta trả lời được cho mình thì mình đi theo, và đi theo rồi làm bán, kiếm tiền. Và bước tiếp theo lúc đó các bạn làm gì, mở riêng hay làm riêng hay bán thêm những cái thứ khác, đấy là việc của các bạn, tôi không quan tâm. Và một trong những nguyên tắc đấy là mình liên tục phải cải thiện các kỹ năng, các kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm bán hàng, kinh nghiệm kiếm tiền. Bởi vì đấy là kinh nghiệm sẽ giúp cho các bạn có cuộc sống luôn luôn tốt đẹp và tốt đẹp hơn nữa, đúng không? Ok, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.